mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình xin được vui mừng thông báo rằng phiên ETH của Tokensale của dự án Bcnex đã được hoàn thành thành công. Tất cả các mã thông báo Bcnex được bán hết, một cái minh chứng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư và cộng đồng tiền điện tử trong cái nền tảng Bcnex. Và hồ sơ theo dõi thành công của Bcnex tiếp tục sau một vòng đầu tư tư nhân ban đầu cho thấy startup công nghệ Việt Nam đã huy động được một lượng vốn đáng kể để phát triển MVP. Và phiên của BTC thì đang được hỗ trợ mạnh mẽ và đang đi đúng hướng để đáp ứng đúng giới hạn. Vì vậy các nhà đầu tư quan tâm đến lên tham gia sớm hơn sau này nếu họ không muốn bỏ lỡ cơ hội. Các cái mã thông báo Bcnex hiện có giá từ 0.25 đến 0.35 đô và sẽ được bán ở mức giá này cho đến khi bắt đầu phiên thứ ba và upshot bắt đầu, và chỉ 100 triệu Bcnex được cung cấp trong cả 4 phiên của Tokensale. Sự kiện bán token Bcnex dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2019. Và khi mức giá cứng đạt 15 triệu đô hoặc khi tất cả các mã thông báo được bán hết thì tùy theo điều kiện nào đến trước thì công dân Mỹ và Canada không được phép tham gia. Tất cả các mã thông báo chưa đốt bán sẽ bị đốt cháy. Bản thân mình thì mình cũng sẽ cực kỳ là tin tưởng vào dự án này và mình cũng sẽ bỏ một cái số vốn đầu tư vào đây. Đó. Về cái hàng hóa lĩnh vực điện tử thì với VPN đã có sẵn và một cái vòng đầu tư ban đầu thành công và phiên đầu tiên của Tokensale, Bcnex có một lợi thế đáng kể so với các nền tảng hiện có, được phát triển từ nền tảng để mang đến cái sự ổn định vượt trội, dịch vụ hướng đến khách hàng, thanh khoản cao, ngưỡng thị trường đa dạng và hỗ trợ trực tuyến 24/7. Thì Bcnex đã đánh dấu bước tiếp theo trong giao dịch tiền điện tử sắp được điều chỉnh. Và Bcnex nhanh hơn, chính xác hơn và có độ trễ thấp cũng cung cấp khả năng mở rộng lên tới 2 triệu đơn hàng chỉ trong 1 giây. Và tiền điện tử riêng của nền tảng mã thông báo Bcnex sẽ được sử dụng để giao dịch, trao đổi và mua bán các loại tiền tử khác. Vậy thì điều gì làm cho Bcnex trở nên khác biệt? Bcnex không chỉ là một sàn giao dịch tiền điện tử, nó còn là một cái hệ sinh thái cung cấp cho người dùng cơ hội giao dịch tài sản tiền điện tử trên nền tảng tài chính an toàn, minh bạch và an toàn. Bcnex không chỉ hỗ trợ các cái dự án khởi nghiệp mà còn tạo ra các cái giá trị cho cộng đồng. Tổ chức này hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc quản lý và điều tiết các cái hoạt động đầu tư mạo hiểm và hoạt động với quỹ cộng đồng để hỗ trợ các cái công ty khởi nghiệp đổi mới công nghệ tại Việt Nam. Công nghệ là trung tâm của Bcnex khi trao đổi cung cấp một loạt các cái lợi thế cạnh tranh so với các giải pháp hiện có trên thị trường. Và sau buổi thuyết trình thành công tại triển lãm Berlin, Bcnex đã huy động thành công 1 triệu đô trong vòng tài trợ thiên thần. Và cái phiên ETH sau đây đã được bán hết trong một cái thời gian kỷ lục, giúp Bcnex duy trì khóa mạnh mẽ của mình. Tổng cộng là 5 triệu mã thông báo được bán hết trong phiên ICO ETH, đạt mềm là 2 triệu đô. Đấy, với bên thứ một cái phiên bản với cái phiên thứ ba thì hiện đã hoàn tất và các nhà đầu tư có một khoảng thời gian giới hạn để tham gia vào cái đợt bán mã thông báo trước khi kết thúc vào ngày 27/6/2019. Trên đây là một số thông tin mới nhất về cái dự án Bcnex này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở tiếp theo. Chào tạm biệt.